Ngày 22 tháng 9, Công an quận 5 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ BC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã cứu 7 người thoát khỏi vụ cháy ở Thẩm mỹ viện trên địa bàn. Trước đó, tối ngày 21 tháng 9, người dân phát hiện ngọn lửa bùng lên dữ dội ở cơ sở thẩm mỹ viện nằm ở địa chỉ số 1049 đường Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5, nên hô hoán, cửa cơ sở bị khóa kín. Lúc này, bên trong có 7 người mắc kẹt. Nhận tin báo, phòng BC07 cùng công an quận 5 có mặt chữa cháy. Lực lượng chức năng dùng máy cắt cửa căn nhà để dập lửa và cứu 7 người mắc kẹt ra bên ngoài. Ít phút sau, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy khiến nhiều tài sản bên trong cơ sở bị thiêu rụi. Qua điều tra, công an xác định nguyên nhân do chập điện motor cửa cuốn gây cháy.